Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Trần Thúc Vũ, Chiến trường Bình Định và Mãnh sư Nguyễn Mạnh Tường. Đại tá Nguyễn Mạnh Tường từng phục vụ tại các đơn vị sau đây thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Khóa 5 vì dân sĩ quan trừ bị Thủ Đức, mãn khóa vào tháng 1 năm 1955, cùng khóa với Trung tướng Lê Văn Hưng, Trung tá Nguyễn Hưng Rỉnh, Sở Liên lạc Nha Kỹ thuật. Cấp bậc thiếu úy và phục vụ tại binh chủng nhảy dù, tham gia đạo chánh với tướng Nguyễn Chính Thi, bị tù Công Đảo 1960-1964, trưởng phòng 3 Sở Liên lạc Nha Kỹ thuật, Bộ Chỉ huy Nha Kỹ thuật, Cảnh sát Quốc gia, Sư đoàn 22 Bộ binh, Tiểu khu Bình Định, phụ tá hành quân Sư đoàn 5 Bộ binh với chuẩn tướng Lê Nguyên Vĩ, tù cải tạo Hòa Liên Sơn Bắc Việt, tù cải tạo Z-30A Xuân Lộc, sang Hoa Kỳ diện HO năm 1999. Chiến sử của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một chiến sử oanh liệt với biết bao những chiến công lẫy lừng, hiển hách, đã từng được quốc tế ca ngợi là một trong những quân lực thiện chiến hàng đầu trên thế giới và cũng là một quân lực đầy đắng cay, xót xa, tủi nhục, u hờn và bị bức tử đớn đau nhất. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng với những chiến công lừng danh được đương thời và mãi mãi sau này nhắc đến. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã có những tướng lãnh, những cấp chỉ huy tài ba và mưu lược, can trường và đức độ, liêm khiết được vinh danh, có những bậc anh hùng vĩ quốc, tuẫn tiết được phụng thờ hương khói trong lòng dân tộc và những đơn vị thiện chiến sáng ngời trong quân sử. Những địa danh, những trận đánh khốc liệt vang dội một thời mà cho đến tận hôm nay và mãi mãi về sau vẫn còn âm hưởng. Thế nhưng, ngậm ngùi thay, còn biết bao nhiêu các chiến sĩ vô danh đã chiến đấu từng khiến quân thù bạc vía, đã âm thầm hy sinh xương máu để bảo vệ tự do cho đất nước, và những cấp chỉ huy mưu lược và can trường đã bị lãng quên, bị nhận chìm trong bóng tối của thời gian. Sự bất công vô tình gần như hồn nhiên theo dòng thời gian ấy, giống như lòng phụ bạc. Có phải chăng chỉ vì họ là những chiến binh được xếp vào hàng thứ yếu so với các lực lượng tổng trừ bị, những sư đoàn bộ binh, các lực lượng địa phương quân nghĩa quân diện địa, vốn dĩ được trang bị và yểm trợ cũng vào hàng thứ yếu. Họ được coi là những đơn vị phụ chiến, nhưng thực tế, chính họ lại là những đơn vị nòng cốt và thiết yếu của chiến trường. Ngày đêm trực diện với kẻ thù, không một phút giây thảnh thơi được về dưỡng quân nơi hậu cứ, phố thị, sau những trận đánh như những đơn vị tổng trừ bị đàn anh, được khao thưởng, được chào mừng nồng hậu. Tội nghiệp thay chính họ chứ không ai khác, đã phải ngày đêm căng sức giữ vững từng tấc đất, mà quên lãng thân mình, thậm chí họ đã từ chối mọi tưởng thưởng, những phần thưởng tinh thần. Một thí dụ điển hình như trường hợp một trung đội nghĩa quân, kiêm nhiệm xã trưởng xã Mỹ Hiệp, quận Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, đã từ chối danh vị chiến binh anh hùng vào năm 1973. Anh đã từ chối phần thưởng được du ngoạn Đài Loan. Người nghĩa quân ấy năn nỉ với đại tá Nguyễn Mạnh Tường để xin được ở lại giữ thôn ấp. Anh nói, xin đại tá cho em được ở lại, em mà bỏ đi lúc này xã Mỹ Hiệp sẽ nguy mất. Phải nói thêm là bọn du kích xã Mỹ Hiệp nổi tiếng là lì lợm và hung bạo. Nhà thờ đá, dốc Bà Dần là những địa danh không xa lạ gì với nhân dân tỉnh Bình Định, lại do chính sự hung bạo lì lợm của xã đội du kích xã Mỹ Hiệp tạo thành. Một trong những miền đất bị bỏ quên chính là chiến trường Bình Định và những chiến sĩ có miền đất Tây Sơn áo vải cờ đào. Và bài viết này xin được coi như lời tạ lỗi muộn màng của một người lính chiến ở chiến trường Bình Định còn sống sót, đang viết những dòng này. Chiến trường Bình Định, không phải mãi sau này mà ngay từ thời kháng chiến chống Pháp, đã luôn luôn là một chiến trường sôi động, những địa danh An Khê, Hoài Ân, An Lão, mãi mãi là dấu ấn kinh hoàng cho những binh đoàn viễn chinh Pháp, một phần vì địa thế chiến lược của vùng đất này, một phần khác là lòng người. Thời kháng Pháp, quân đội viễn chinh Pháp
dù đã nhiều phen dùng mọi nỗ lực, vẫn không chế ngự và kiểm soát được. Và cũng chính vì thế, một số không nhỏ những người yêu nước đã bị Cộng sản Hà Nội lừa gạt bởi chiêu bài dân tộc trá hình, đã chiến đấu dũng cảm trong hàng ngũ của họ. Sau Hiệp định Geneva, một số tập kết ra Bắc, một số lớn ở lại âm thầm tạo dựng cơ sở, dân chúng Bình Định với truyền thống yêu nước của vùng đất Quang Trung đã bị tuyên truyền bịp bợm về ngọn cờ dân tộc trá hình, nên một số lớn dân chúng Bình Định hướng về Hà Nội. Thế nhưng, nét đặc thù của người dân Bình Định là phân minh, quốc cộng rạch ròi. Chính sự phân định ấy đã đưa đến thảm trạng tương tranh khốc liệt. Biết rõ điều này, quân khu 5 của Cộng sản luôn coi chiến trường Bình Định là chiến trường chủ yếu mang tính quyết định, nên họ dồn mọi nỗ lực tuyên truyền vận động để đẩy rộng thêm sự chém giết tương tàn gây thù hận chồng chất. Chiến trường Bình Định luôn có mặt những đơn vị Cộng sản thiện chiến nhất của quân khu 5. Khi Chu Huy Mân nắm quyền tư lệnh, y điều động sư đoàn 3 sao vàng anh hùng với những tiểu đoàn quyết tử, tiểu đoàn 405 trinh sát đặc công được trao tặng cờ đỏ, với trung đoàn địa phương và các huyện đội tinh nhuệ được đặt dưới quyền điều động của những cán bộ cuồng tín và tàn bạo nhất. Chưa kể đến vào những năm 65, được tăng cường thêm trung đoàn địa phương Phú Yên dưới sự chỉ huy của tướng độc nhũ Nguyễn Thị Lành, được mệnh danh là nữ hung thần bất tử. Chiến trường Bình Định bùng lên mãnh liệt vào những tháng đầu năm 1965, giữa lúc mà cuộc diện chính trị Việt Nam Cộng Hòa đang nổi trôi trong sự bất ổn. Những trận đánh ác liệt diễn ra khắp nơi trải dài từ Phù Ly đến tận Bồng Sơn, với các mặt trận Phù Ly, Đại Thuận, Phù Mỹ, Đèo Nhông, Diêm Tiêu, Vạn Bảo, Phù Cũ đã mở màn dường như cũng cùng một lúc. Chẳng phải bỗng dưng mà tháng 9 năm 65, sư đoàn Anh Cả Đỏ, rồi lần lượt sư đoàn 101, lữ đoàn 173 dù đều là những đơn vị thiện chiến nhất của Hoa Kỳ đã phải thay nhau có mặt tại Bình Định. Chế ngự An Khê và mật khu Con Ha Nùng, chẳng phải khi không mà sư đoàn mãnh hổ bậc nhất của quân đội Đại Hàn được giao sứ mạng trải dài bảo vệ quốc lộ 19, nhưng vẫn không chu toàn việc bảo vệ trọn vẹn sinh lộ này. Tỉnh Bình Định là tỉnh được coi là trọng nhất trong toàn quốc với diện tích khoảng 10.000 cây số vuông, chiều dài từ đèo Cù Mông đến đèo Bình Đê là 120 cây số, chiều ngang từ mũi Phương Mai đến biên giới tỉnh Pleiku là 90 cây số, với 3/4 là núi rừng trùng điệp, với các mật khu Con Ha Nùng phía bắc quận An Túc, giáp ranh tỉnh Kon Tum và Quảng Ngãi, mật khu An Lão, mật khu Vân Canh, mật khu Vĩnh Thạnh, căn cứ địa 226, nằm giữa ba quận Đông Vĩnh Thạnh, Tây Phù Mỹ và Nam Hoài Ân, mật khu mà chúng gọi là khu Tam Giác Sắt, vùng núi non Mỹ Thọ của quận Phù Mỹ, là nơi mà chúng ém quân và xuất phát những cuộc tấn công ác liệt nhất. Dân số được kiểm kê vào tháng 1 năm 73 là 996.673 người, được chia làm 14 quận: Hoài Ân, Hoài Nhân, Phù Cát, Tuy Phước, Tam Quang, Vân Canh, Nhân Bình và Nhân Định. Sau này, Vĩnh Thạnh, Tam Quang, Vân Canh được đổi thành Nha Phái Viên Hành Chánh. Riêng An Lão, nơi diễn ra trận đánh khốc liệt suối đôi đồi Thánh Giá vào năm 64, An Lão đã không còn kiểm soát được. Tính cuối năm 1972, lực lượng địa phương quân và nghĩa quân trực thuộc tiểu khu Bình Định gồm hai bộ chỉ huy liên đoàn 271 và 272, 18 tiểu đoàn địa phương quân, 12 đại đội biệt lập, 620 trung đội nghĩa quân. Để tăng viện cho tình hình chiến trường, sư đoàn 22 bộ binh có 4 trung đoàn 40, 41, 42, 47, thì thường xuyên hai trung đoàn 40 và 41 phải trấn ngự tại Bình Định. Quân đoàn 2 chỉ còn lại 4 trung đoàn của sư đoàn 23 và 2 trung đoàn của sư đoàn 22 bộ binh, chia đều cho các tỉnh còn lại của quân khu. Ngoài ra, trong giai đoạn sôi động nhất, liên đoàn 6 và liên đoàn 4 biệt động quân được tăng cường trấn ngự 3 quận Bắc Bình Định. Với một lực lượng lớn như thế, vẫn không đủ để dàn trải, để ổn định.
Vị tỉnh trưởng dân sự cuối cùng là ông Bùi Thúc Duyên đã chuyển tiếp cho các sĩ quan của quân lực từ cuối năm 1963, Đại tá Trần Văn Tươi, Đại tá Nguyễn Thanh Sằng, Thiếu tá Trần Đình Vọng, Thiếu tá Thịnh, Trung tá Lê Trung Tường, Trung tá Trần Đình Vọng, lần thứ hai, Đại tá Nguyễn Mộng Hùng, Trung tá Phan Minh Thọ, Đại tá Nguyễn Duy Bách, Đại tá Nguyễn Văn Chức, Đại tá Hoàng Đình Thọ, và vị tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng cuối cùng là Đại tá Trần Đình Vĩ. Đại tá Nguyễn Văn Chức, một sĩ quan cao cấp của ngành công binh chuyên nghiệp, nhận chức tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng vào giữa năm 71, với tiểu khu phó là Đại tá Hà Mai Việt, binh chủng thiết giáp. Tham mưu trưởng là Trung tá Nguyễn Văn Cừ của quân cụ. Đây là giai đoạn mà các sĩ quan cột trụ không từng là sĩ quan tác chiến lại phải gánh nhận áp lực nặng nề nhất trên chiến trường Bình Định. Giữa lúc tình hình sôi động ấy, các chức vụ then chốt vốn là do các sĩ quan đã từng phục vụ tại tiểu khu Bình Định trên dưới 10 năm, trưởng thành qua những kinh nghiệm chiến trường, biết rành rẽ về hiểm địa và nhân sự, lại bị cho là cấp bậc quá thấp, không đủ khả năng chỉ huy và lãnh đạo, nên Đại tá Chức đã xin bộ tổng tham mưu bổ nhiệm về Bình Định 50 trung tá để thay thế các sĩ quan đương nhiệm. Bộ tổng tham mưu chấp thuận và thuyên chuyển 30 sĩ quan cấp bậc trung tá về tiểu khu Bình Định, gồm đủ mọi thành phần. Bộ tổng tham mưu gửi ra 16 vị và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 gửi xuống 14 vị để đáp ứng yêu cầu của Đại tá Chức. Đại đa số các vị sĩ quan trung cao cấp này khi được tăng cường cho Bình Định đều có vẻ ngao ngán với tâm trạng đi đầy trong các chức vụ không tương xứng. Người duy nhất nhận nhiệm vụ bằng cả tấm lòng, bằng cả trí tuệ và sự nhiệt thành đó là Trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Ông rời chức vụ Giám đốc Trung tâm Hành quân Quân đoàn 2 về làm tham mưu phó hành quân tiếp vận dưới trướng tham mưu trưởng Nguyễn Văn Cừ, vị trung tá quân cụ, gọi máy PRC-25 liên lạc hành quân như gọi điện thoại. May mắn thay, Trung tá Nguyễn Mạnh Tường đã đến, đáo nhiệm một chức vụ quá khiêm tốn với tài năng và bộ óc quân sự tuyệt vời, cộng với lòng nhiệt thành và một trái tim trong sáng. Chính vị trung tá năng động này đã làm nên chiến thắng oanh liệt, cứu nguy cho sự tan nát của Bình Định mỗi lúc một gần kề, khi mà sư đoàn 3 sao vàng đã chiếm một cách trọn vẹn 3 quận Bắc Bình Định và Tam Quan, Hoài Nhơn, Hoài Ân. Thiếu tá Hồng Bảo Hiền, quận trưởng Hoài Nhơn tử trận, lực lượng trú phòng của 3 quận trút chạy bằng đường biển vì sức mạnh tổng lực của địch, tinh thần binh sĩ hoang mang, thành phố Quy Nhơn trống vắng, 70% dân chúng tháo chạy về Nam. Cùng lúc ấy trận chiến bùng nổ khắp nơi, các trung đoàn thuộc sư đoàn 22 từ Đệ Đức bị điều động tăng cường mặt trận Tân Cảnh. Tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh Đại tá Đạt cùng một số sĩ quan tham mưu bị bắt, tình thế cực kỳ bối rối, thành phố Quy Nhơn bị pháo kích, bộ chỉ huy tiểu khu hầu như không có một kế hoạch khả dĩ nào đủ để ứng phó với tình hình mỗi lúc một trở thành nghiêm trọng. Trung tâm hành quân tiểu khu Bình Định do công binh Hoa Kỳ xây dựng kiên cố như một pháo đài nằm chìm trong lòng đất, đầy đủ mọi tiện nghi, dư khả năng chịu đựng được những cuộc pháo kích của địch kể cả không tập, được bảo vệ cẩn mật, vậy mà bị nội tuyến của địch xâm nhập đánh sập. Thiếu tá Thái Xuân Lư và hai sĩ quan, một đại hàn một Hoa Kỳ bị tử thương, đại quý Bùi Trọng Thủy bị thương nặng, trung tâm hành quân hoàn toàn bị phá hủy. Trước đây, trung tâm trưởng trung tâm hành quân do trưởng phòng 3 kiêm nhiệm, gồm một sĩ quan công trợ kiêm sĩ quan phụ tá, 3 sĩ quan quan sát L-19 và 3 ca trực. Mỗi ca trực gồm một sĩ quan hạ sĩ quan một binh sĩ. Từ khi trung tâm hành quân được xây dựng quy mô do nhu cầu chiến trường, 3 toán cố vấn Mỹ gồm một thiếu tá, 3 đại quý, 3 hạ sĩ quan, 3 binh sĩ, chia làm 3 ca trực song song với các toán trực Việt Nam. Ngoài ra, trung tâm hành quân còn được tăng cường một toán ENLOFAC của không quân, một sĩ quan hải quân và một hệ thống truyền tin tinh xảo với các toán âm thoại viên dày kinh nghiệm. Tôi,
Kẻ viết bài này đã làm việc tại trung tâm hành quân từ thời chuẩn úy Lê Văn Lộc làm trưởng phòng 3, thiếu úy Hứa làm sĩ quan không trợ. Ít lâu sau thiếu úy Hứa thuyên chuyển, tôi được bổ nhiệm thay thế với toán quan sát viên L19 gồm trung úy Lía, thiếu úy Phú, chuẩn úy Sĩ, chuẩn úy Tuân. Những ngày ấy, đôi khi tiểu khu trưởng còn là thiếu tá, tiểu khu phó có khi là đại úy, và các tham mưu trưởng như đại úy Thái Sanh Thâm, đại úy Trần Ngọc Điền, đại úy Đỗ Vũ, đại úy Trịnh Tiếu. Theo ngày tháng, kinh nghiệm mỗi ngày một dày, cấp bậc theo ngày tháng bò lên từng nấc, chức vụ vẫn y nguyên. Cuối năm 1971, Trung tá Nguyễn Hữu Thông về làm giám đốc trung tâm hành quân tiểu khu Bình Định. Khoảng chừng 3 tháng sau, ông được bổ nhiệm làm trung đoàn trưởng trung đoàn 42 sư đoàn 22 bộ binh. Đại tá Thông đã tự sát tại bãi biển Quy Nhơn ngày 31 tháng 3 năm 75, khi trung đoàn 42 từ An Túc trút về tử thủ ở chân đèo An Khê. Tại đây, trung đoàn 42 đã đánh bật sư đoàn F-10 Cộng sản, không cho tràn xuống từ đèo An Khê, tiêu diệt 600 địch quân. F-10 phải bọc qua dãy Nam Triều tràn xuống chiếm Quy Nhơn. Đại tá Thông kết hợp với trung đoàn 41 của đại tá Thiệu kéo về giải tỏa thành phố, đánh bật F-10 và các lực lượng địa phương cộng sản, và đã ở lại tử thủ Quy Nhơn đến viên đạn cuối cùng. Nhắc lại, khi đại tá Thông ra đi, tôi cũng xin thuyên chuyển về làm đại đội trưởng đại đội chiến tranh chính trị Bình Định. Sang đầu năm 1972, vì tình hình chiến sự, tôi được gọi trở về lại trung tâm hành quân, phụ tá cho thiếu tá Nguyễn Ngọc Xuân, trưởng phòng 3 kiêm trung tâm trưởng trung tâm hành quân. Công việc của trung tâm hành quân là theo dõi tình hình chiến sự, ghi nhận tất cả mọi hoạt động của các lực lượng trú phòng trong tỉnh, xin hỏa châu soi sáng, xin quanh kích khẩn cấp theo nhu cầu chiến trường, xin tản thương. Chỉ riêng với lực lượng lãnh thổ, với 18 tiểu đoàn địa phương quân, 12 đại đội biệt lập, 620 trung đội nghĩa quân, phải nắm vững 3 điểm đóng quân và phục kích cho mỗi trung đội, như thế có nghĩa là trung tâm hành quân phải tiếp nhận báo cáo hàng đêm, đã được mã hóa từ các đơn vị trực thuộc, giải mã và ghi chú trên bản đồ hoạt động bảng với tất cả các diễn tiến, mọi cuộc hành quân trong toàn tỉnh và những tổn thất địch bạn, ghi nhận những phi vụ oanh kích khẩn cấp và dự trù từng chi tiết cho buổi thuyết trình vào sáng sớm ngày hôm sau. Công việc này do sĩ quan trực nhật trung tâm hành quân đảm trách và sĩ quan phụ tá nhận nhiệm vụ thuyết trình phải nắm vững từng chi tiết và phải trả lời một cách chắc chắn mọi sự kiện trong 24 giờ sau, thậm chí kết quả của những cuộc không tập do Không quân Hoa Kỳ hoặc Việt Nam thực hiện, phải ký tên và chịu trách nhiệm hoàn toàn cho mỗi phi vụ oanh kích. Đó là một thời kỳ đầy sóng gió và phân liệt. 3 vị thiếu tá quận trưởng thất trận được điều động về làm 3 trưởng toán trực trung tâm hành quân, và những sĩ quan cấp đại úy vốn là các sĩ quan đầy kinh nghiệm và thông suốt nhiệm vụ của mình bị đẩy xuống làm sĩ quan phụ tá trưởng toán. Duy nhất trong 3 vị thiếu tá này, chỉ có một mình thiếu tá Thái Xuân Lư và đại úy Thủy là đảm nhận trách vụ một cách cố gắng và làm tròn. Riêng 2 vị thiếu tá còn lại thường xuyên vắng mặt với những lý do mơ hồ, từ tư gia của đại tá Hà Mai Việt. Tiểu khu phó và tôi lại phải trực tiếp thay thế các trưởng toán trực vắng mặt này. Sở dĩ tôi phải dài dòng như thế để trình bày lý do tại sao tôi có đủ điều kiện và tư cách viết về chiến trường Bình Định và các chiến công của các đơn vị diện địa nghĩa quân và địa phương quân một cách tương đối chính xác. Và quan trọng hơn, nguyên nhân tôi được may mắn và hãnh diện được đặt trực thuộc dưới quyền của Trung tá Nguyễn Mạnh Tường sau này. Trung tá Tường được thuyên chuyển về Bình Định nhận nhiệm vụ mới là tham mưu phó hành quân tiếp vận kiêm nhiệm giám đốc trung tâm hành quân. Do bản tính năng động và một tinh thần phục vụ vô bờ bến, cộng với tài năng sáng chói đã làm lưu mờ các cấp chỉ huy cao hơn, khiến ông bị đày ải, phải thành lập tức khắc bộ chỉ huy hành quân nhẹ và trú đóng trên đỉnh núi Bà Hỏa tuyệt đường lên xuống,
Do đó, Trung tá Tường không có cơ hội điều hành trung tâm hành quân thường xuyên. Vậy mà sau khi trung tâm hành quân phát nổ, ông đã bị nghi ngờ, bị điều tra. May mắn thay, ông đã thoát được lưỡi gươm sinh tử vì chỉ đã xuống trung tâm hành quân không quá một lần duy nhất. Chỉ vì tại núi Bà Hỏa, ông đã quá bận rộn với trách nhiệm của mình. Không chỉ riêng ông, tôi cũng bị nghi ngờ là tên cộng sản nằm vùng khi Đại tá Đạt, tư lệnh sư đoàn 22 bị bắt ở mặt trận Tân Cảnh, cùng với một số sĩ quan của Bộ Chỉ huy Tiền Phương. Đại tá chức vận động để được bổ nhiệm làm tư lệnh chiến trường Bình Định, để muốn có được quyền uy điều động toàn bộ lực lượng theo ý mình. Do đó, đại tá chức thường xuyên có mặt ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn 22 trú đóng ở Bà Di, cách Quy Nhơn khoảng 15 cây số đường chim bay, trên một ngọn đồi rộng, như tư thế có một tư lệnh sư đoàn đích thực. Hôm đó vào buổi chiều, Quy Nhơn bị pháo kích, gây cho 3 người dân bị thương. Tôi đã phải liên lạc trực tiếp với đại tá chức đang có mặt tại trung tâm hành quân sư đoàn. Sau khi tôi báo cáo mọi chi tiết, ông ra lệnh cho tôi qua điện thoại hotline của trung tâm hành quân sư đoàn. Gọi cho thiếu tá Sáng theo lệnh tôi trúc hai trung đội nghĩa quân tại núi Hang và Bóng Chua để phòng thủ thị xã. Bỏ hai vị trí này là để lại cao địa cho cộng sản pháo vào Quy Nhơn. Tôi nghe lệnh ông mà giật bắn người, e rằng mình nghe lầm. Tôi xin ông nhắc lại khẩu lệnh. Một lần nữa đại tá chức lặp lại lệnh của ông rồi cúp máy. Tôi toát mồ hôi, điện xin gặp trung tá Chí, hỏi về lệnh của cuộc điện đàm vừa rồi. Trung tá Chí xác nhận là đã đứng cạnh đại tá chức và nghe rõ mệnh lệnh của đại tá chức. Tôi xin trung tá Chí ghi một cách chi tiết vào sổ trực trung tâm hành quân sư đoàn, và tôi cũng ghi chi tiết một cách chính xác vào sổ trực trung tâm hành quân tiểu khu. Đồng thời tôi mời đích thân thiếu tá Sáng xuống trung tâm hành quân nhận lệnh, và cùng lúc tôi yêu cầu thiếu tá Sáng liên lạc lần nữa với đại tá chức để xác nhận đầy đủ mọi chi tiết. Sau đó tôi không biết thiếu tá Sáng có trực tiếp xác nhận lệnh với đại tá chức về lệnh lạc này hay không. Nhưng ngay lập tức tối hôm đó, việc cộng pháo kích vào Quy Nhơn như mưa bất. Vị trí đặt súng của địch chính là núi Hang và Bũng Chua, nơi mà hai trung đội nghĩa quân trú đóng vừa rút đi theo lệnh của đại tá chức. Tôi báo cáo cho đại tá chức, ông hỏi: "Vậy hai trung đội nghĩa quân ở núi Hang và Bũng Chua hiện ở đâu?" Tôi nhắc lại lệnh của ông vào lúc xế trưa cùng ngày, ông quát trong máy: "Tôi không hề ra lệnh cho anh, đó là việc cộng đã ban lệnh cho anh." Và cúp máy. Không đầy 30 phút sau đó, trung tá Điều, trưởng khu an ninh quân đội đến gặp tôi và hỏi về điều này. Tôi phải trình bày mọi chi tiết và đưa cho trung tá Điều sổ trực trung tâm hành quân. Trung tá Điều phải khẩn cấp lên trung tâm hành quân sư đoàn so sánh. Sau đó trung tá Điều cho tôi biết là đại tá chức xác nhận là đích thân đã ra lệnh ấy, nhưng công việc bận rộn nên quên mất. Đến nay, 30 năm đã trôi qua, tôi luôn luôn ghi nhớ và cảm ơn trung tá trung tâm trưởng trung tâm hành quân sư đoàn 22 bộ binh. Tôi không hề có bất cứ hiềm khích nào với đại tá chức. Ngược lại, tôi luôn luôn quý trọng ông. Không những thế, tôi còn rất cảm phục tài năng chuyên môn của ông thuộc binh chủng công binh. Sở dĩ tôi nhắc đến để độc giả thương cảm rằng đại tá chức đã không được sử dụng đúng tài năng của ông, và trung tá Nguyễn Mạnh Tường đã gặp quá nhiều trở ngại trong trách vụ về mọi mặt. May mắn thay, không lâu sau đó đại tá chức được bổ nhiệm làm cục trưởng cục công binh và thăng cấp chuẩn tướng, cùng với đa số các sĩ quan cấp bậc trung tá do chuẩn tướng chức sinh về cũng được giải thoát. Trung tá Tường được bổ nhiệm về làm tham mưu trưởng trường Đại học Chiến tranh Chính trị, nhưng ông đã xin được ở lại với chiến trường Bình Định đang cực kỳ sôi động. Đại tá Hoàng Đình Thọ, đương kim tỉnh trưởng Quảng Tính, được thuyên chuyển về nhận chức vụ tỉnh trưởng kim tiểu khu trưởng tiểu khu Bình Định. Đại tá Thọ là một sĩ quan kiệt xuất trên nhiều lĩnh vực. Từ đó, bộ mặt của tiểu khu đổi thay hẳn với thành phần dưới ông, tiểu khu phó trung tá Nguyễn Mạnh Tường, tham mưu trưởng trung tá Nguyễn Đức Trung, trưởng phòng 1 thiếu tá Võ Đức Tính, trưởng phòng 2 thiếu tá Kiều Văn Sâm, trưởng phòng 3 thiếu tá Nguyễn Ngọc Xuân, trưởng phòng 4 thiếu tá Dư Văn Hạ.
tham mưu phó chiến tranh chính trị Trung tá Nguyễn Lâm, trưởng phòng thông tin Thiếu tá Quỳ và trung tâm hành quân đã được trả lại những ngày ổn định cũ. Sau những nỗ lực giải tỏa áp lực địch tại các quận phía Nam, tháng 7 năm 1972, cuộc hành quân tái chiếm Bắc Bình Định với sư đoàn 22 bộ binh làm nỗ lực chính đã đánh bật cộng quân ra khỏi ba quận phía Bắc. Cùng lúc, sư đoàn 2 bộ binh thuộc quân khu với sự tham chiến của biệt động quân đã đánh bật cộng quân ra khỏi cửa khẩu Sa Huỳnh. Tình hình chiến sự đã tương đối lắng dịu. Thế nhưng, với cái nhìn của những nhà quân sự, thì đây là giai đoạn tĩnh lặng trước giông tố, địch đang phối trí và sửa soạn cho một chiến trường khốc liệt khác. Chính vì dự đoán như thế, Trung tướng Tư lệnh quân đoàn 2 Nguyễn Văn Toàn đã đặc biệt triệu tập Đại tá Hoàng Đình Thọ tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng và Trung tá Nguyễn Mạnh Tường tiểu khu phó tại biệt thự Hương Cầm tại Quy Nhơn. Sau những quan ngại về những mưu đồ của địch trong tương lai, ông nói, quân đoàn 2 dưới một vùng trách nhiệm quá trọng lớn, lại là một vùng với áp lực địch luôn luôn rất nặng. Vậy mà dưới tay tôi chỉ có hai sư đoàn 22 và 23, gần 8 trung đoàn bộ binh. Riêng Bình Định đã cầm chân thường xuyên hai trung đoàn, dưới 6 trung đoàn còn lại phải đảm trách một lãnh thổ quá rộng. Dưới áp lực địch càng lúc càng gia tăng, tôi xin hai anh giúp tôi bằng mọi cách cố gắng dùng lực lượng địa phương quân và nghĩa quân thay thế phần trách nhiệm của hai thằng 40 và 41. Để tôi có thêm khả năng đối phó với tình hình sắp tới, mà tôi tiên đoán rằng mỗi lúc một ác liệt, tôi đề nghị anh Thọ giao trách nhiệm quân sự cho anh Tường, tôi đặt hết niềm tin vào các anh. Những tháng ngày kế tiếp sau đó, tôi chưa hề thấy Trung tá Tường có lấy một phút nghỉ ngơi, ngay cả khi phu nhân và các con của Trung tá từ Sài Gòn ra Quy Nhơn thăm chồng, bà đã phải chờ đợi suốt cả tuần lễ vẫn chưa được gặp mặt chồng. Người chiến binh tận tuổi ấy đã quên cả hạnh phúc cá nhân, quên cả chính thân mình. Ông ăn uống kham khổ cùng với binh sĩ của ông. Ông có mặt khắp nơi, từng đơn vị nhỏ nhất, săn sóc, an ủi giải quyết những ưu tư của binh sĩ. Ông theo dõi, kiểm tra, lựa chọn, tổ chức, huấn luyện những binh sĩ địa phương quân nghĩa quân, chọn lựa trong số các đơn vị thuộc quyền các chiến binh, mà kinh nghiệm cũng như lòng can trường cùng khả năng chiến đấu để thành lập những đơn vị xung kích và trinh sát bằng những khóa huấn luyện đặc biệt. Binh sĩ qua lớp huấn luyện có thể đảm đương mọi nhiệm vụ đặc biệt được giao phó, kể cả các chiến thuật diều hâu bằng trực thăng vận. Liên đội trinh sát tiểu khu với hai đại đội, bao gồm các chiến binh can trường và thiện chiến, được đặt dưới quyền chỉ huy của Trung úy Khuynh, một trong những sĩ quan ưu tú của quân lực. Liên đội trinh sát ấy đã làm nên những chiến công hiển hách, không phụ tấm lòng kỳ vọng của ông. Nhờ thế, sau một thời gian ngắn, khí thế của lực lượng địa phương quân và nghĩa quân Bình Định đã vươn lên, không hề thua sút bất cứ đơn vị thiện chiến nào. Họ không những bảo vệ an toàn các trục lộ huyết mạch, ngăn chặn một cách thủ hiệu mọi ý đồ của địch, mà còn mỗi lúc mở rộng vùng kiểm soát. Đến cuối năm 1972, tình hình an ninh mỗi lúc một khả quan và tinh thần binh sĩ đã lên cao trông thấy. Địch càng lúc càng bị dồn vào thế co cụm. Trận đánh giải tỏa Đề Ghi. Cứ điểm Đề Ghi là một mỏm đất, là một cửa biển giáp tranh giữa hai quận Phù Mỹ và Phù Cát. Nơi này là căn cứ hải quân quan trọng đặt dưới quyền chỉ huy của Hải quân Thiếu tá Cát. Về phía bắc qua một lạch nước rộng thông từ biển vào đầm nước ngọt là đài kiểm báo được xây dựng trên một đỉnh núi lẻ. Phía tây của căn cứ là quốc lộ 1. Nối liền với căn cứ từ cầu Phù Ly là tỉnh lộ dài 21 cây số chạy song song với một dòng sông nhỏ đổ vào đầm nước ngọt kẹp giữa sườn phía bắc dãy núi Bà, còn gọi là Hòn Chung. Đề Ghi là một cửa khẩu chiến lược với đài kiểm báo được trang bị tối tân, có thể kiểm soát cả một vùng biển đông bao la. Từ cửa khẩu này tiếp nối với căn cứ địa 226 nằm giữa vùng núi non, tiếp giáp ba quận Phù Mỹ, Hoài Ân và Vĩnh Thạnh, mở xuống một vùng đồng bằng rộng lớn phía nam thuộc các quận Bình Khê, Phù Cát, An Nhân, Tuy Phước. Từ khi cửa khẩu Sa Huỳnh bị sư đoàn 2 tái chiếm, cắt đứt mọi khả năng vận chuyển lương thực và vũ khí của địch từ Biển Đông tiếp vận cho nội địa, sư đoàn 3 sao vàng cuốn cùng vì lệnh từ Hà Nội
và quân khu 5 Cộng sản bằng mọi cách phải chiếm được ít nhất một cửa khẩu để dùng làm địa bàn sau khi Hiệp định Đình Chiến có hiệu lực, trong khi mọi nỗ lực của Sư đoàn 3 Sao Vàng là lực lượng địa phương của chúng hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ nóng lấn mở rộng vùng kiểm soát. Không những thế, còn các lực lượng địa phương quân Nghĩa quân đẩy vào thế bị động, luôn luôn bị săn đuổi. Cuối cùng, Chu Huy Mân phải chấp nhận kế hoạch tổng lực do viên thiếu tá Cộng sản là Võ Văn Ấn đệ trình. Chu Huy Mân bổ nhiệm Ấn làm lữ đoàn trưởng thực hiện kế hoạch mà Ấn đã đệ trình với sự cam kết chiến thắng. Lữ đoàn bao gồm 7 tiểu đoàn thiện chiến của Sư đoàn 3 Sao Vàng gồm 5 tiểu đoàn bộ chiến, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn pháo, lực lượng tổng lực của huyện đội Phù Cát. Với một nghiêm lệnh là bằng mọi giá phải chiếm cho bằng được căn cứ đề ghi bất chấp Hiệp định Đình Chiến đã có hiệu lực, cuộc chiến bùng nổ vào trạng sáng ngày 27 tháng 1 năm 73, đài kiểm báo do lực lượng của Duyên đoàn 21 Hải quân trấn giữ, bất thần bị tiểu đoàn đặc công địch tràn ngập. Núi Gần là một mỏm núi thuộc dãy núi Bà nhìn xuống căn cứ hải quân. Trước đây do một đơn vị của Sư đoàn Mãnh Hổ Đại Hàn trú đóng đã âm thầm trút đi, không thông báo, bỏ trống, không bàn giao lại cho lực lượng Việt Nam, bị huyện đội Cộng sản Phù Cát chiếm giữ. Lúc 8 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973, phút đầu tiên của Hiệp định Đình Chiến có hiệu lực, căn cứ đề ghi bị tấn công bằng tất cả sức mạnh của lữ đoàn Cộng sản, hỏa lực địch từ núi Gần, từ đài kiểm báo với hàng ngàn trái đạn trót vào căn cứ được phòng thủ bởi lực lượng hải quân đồng trú, quân số chỉ bằng 1/10 lực lượng địch, anh dũng đánh trả và đẩy lui nhiều đợt xung kích, gây nhiều tổn thất về nhân mạng cho địch, gặp sức kháng cự mãnh liệt của lực lượng phòng thủ, chúng bắt lo kêu gọi đầu hàng. Qua máy, thiếu tá Cát lên án hành vi vi phạm Hiệp định Đình Chiến của chúng. Tên lữ đoàn trưởng, thiếu tá Cộng sản Võ Văn Ấn lý luận là theo giờ Hà Nội, lúc này chưa phải đúng giờ đình chiến, đồng thời y chặt đầu một nghĩa quân mà chúng bắt được, bỏ cái xác không đầu của người lính tội nghiệp lên xe lam, chở xác người nghĩa quân đến cổng căn cứ hải quân, với những lời đe dọa, hàng thì sống chống chặt đầu, quyết không bỏ sót. Hành động bảo tàng này đã không làm cho những chiến sĩ trú phòng sợ hãi, ngược lại càng khiến tăng thêm ý chí quyết chiến đấu trở thành sắt thép hơn, càng quật nát từng đợt tấn công liều chết của địch. Đạn pháo của địch từ hai cao điểm dội xuống như mưa, trực thăng không thể đáp xuống được. Cùng lúc, hỏa lực địch từ núi Gần và đài kiểm báo khống chế toàn vùng biển. Cuộc tấn công vi phạm Hiệp định Đình Chiến của Việt Cộng được thông báo cho Ủy ban Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến trú đóng tại Trung tâm Huấn luyện Phù Cát và yêu cầu Ủy ban Kiểm soát Đình Chiến ký vào biên bản. Trước hành vi bạo ngược của những người Cộng sản anh em, viên trưởng đoàn Ba Lan không thể chối cãi đành phải ký tên vào biên bản. Sau này viên trưởng đoàn Ba Lan bị cách chức. Giữa lúc Cộng sản dùng mọi nỗ lực nóng lấn chiếm đất giành dân trước và cả sau giờ đình chiến, các đơn vị diện địa, lực lượng trú phòng tỉnh Bình Định nói riêng và trên toàn quốc nói chung đã phải dàn trải khắp nơi, ngăn chặn không cho Cộng quân thực hiện mưu đồ của chúng. Chúng đã gặp phải sức chiến đấu quyết liệt của các chiến sĩ địa phương quân và nghĩa quân, không những đã không thực hiện được ý định, mà còn bị thiệt hại nặng nề trên khắp các mặt trận, ngay cả những trục lộ giao thông quan trọng, quốc lộ 1 từ đèo Cù Mông đến Bình Đê, quốc lộ 19 từ Bà Di lên tới đèo Măng Giang. Các chiến sĩ địa phương quân và nghĩa quân diện địa đã bảo vệ an ninh lưu thông một cách tuyệt đối không ngờ. Đứng trước tình hình ấy, Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã khẩn cấp không vận Liên đoàn 7 biệt động quân của Trung tá Bùi Văn Huấn từ quân khu 1 vào tăng cường, với chỉ thị sử dụng như một lực lượng trừ bị, không được sử dụng làm nỗ lực tham chiến tiên phong. Quân đoàn 2 đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp tại phi trường Phù Cát để đối phó với tình hình, gồm có tư lệnh quân đoàn Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh sư đoàn 22 bộ binh với thiếu tướng Phan Đình Niệm, tiểu khu trưởng tiểu khu Bình Định đại tá Hoàng Đình Thọ, tiểu khu phó tiểu khu trung tá Nguyễn Mạnh Tường. Liên đoàn trưởng biệt động quân Trung tá Bùi Văn Huấn, phụ tá quân trấn trưởng Quy Nhân Trung tá Nguyễn Văn Thanh,
quận trưởng Phù Cát, trung tá Đoàn Văn Bái, trung tá Khổng Trọng Huy, cuộc họp để hoạch định kế hoạch hành quân giải tỏa và lựa chọn người chỉ huy cho cuộc hành quân. Giữa lúc ấy, công điện hỏa tốc từ phủ tổng thống gửi đến. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chỉ thị trao quyền chỉ huy tuyệt đối cho trung tá Nguyễn Mạnh Tường và đòi hỏi phải tránh tối đa thiệt hại cho dân chúng trong vùng hành quân. Sau này được biết là nhân dân quận Phù Mỹ và Phù Cát qua đại diện dân cử đã đệ đơn yêu cầu xin Tổng thống Thiệu trao trách nhiệm hành quân cho trung tá Tường vì lý do cuộc hành quân Đại Bàng 800 dân chúng bị tổn thất nặng nề và sau này lực lượng đại hàng hành quân khu vực này, sự tổn thất của dân chúng còn bị nặng nề hơn nữa. Riêng trung tá Tường từ khi về Bình Định với rất nhiều cuộc hành quân với nhiều cuộc đụng độ với Cộng sản, nhân dân chưa hề bị tổn hại về sinh mạng lẫn của cải. Phần thứ nhất đến đây đã chấm dứt. Xin mời các bạn mình nghe tiếp phần thứ hai.